Ok, xin chào tất cả bạn. Mình hiện giờ mình quay trở lại trong video clip mới. Và trong video clip này, chính xác ra đây chính là video đầu tiên của năm mới 2021. Và trước hết là mình muốn cảm ơn tất cả, đó chính là 101 các bạn đã sub cho kênh, mình nhớ là mình kênh Super Unboxing Channel. Thì kênh này đạt được 101 sub, con số khá là ổn. Và còn kênh kia thì kênh Unboxing Channel, kênh Super Nam. Thì kênh đấy là kênh mà do chỉ mình làm thôi, mình không có ai dính dáng với kênh đấy của mình. Thì kênh đấy đã được đạt tới con số là 299, tức là chỉ có đúng một bạn sắp thôi là quay sẽ đạt đủ 300 anh em, y hệt phim 300 chúng ta đã từng xem một hồi ngày xưa. Vậy thì thế, năm mới chúc các bạn tôi rất là hạnh phúc, hạnh phúc, mạnh khỏe và tràn đầy yêu thương, và tiếp tục theo dõi mình trên các chặng đường tiếp theo. Ok. Và đáng ra trong video clip này thì sẽ phải là về Reconnect để mà rồng màu đỏ cho năm mới nó đẹp, nhưng mà hàng về của cái này là hàng về sớm hơn một ngày, vì thế nên là mình đã review bạn sớm. Và cái món này thì tí nữa đã là bạn đọc tiêu đề bạn biết rồi, nên là mình cũng sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Và còn nguyên siêu hoàn toàn là mình mới rạch ra. Không biết rạch cái chỗ điểm nào nhỉ. Đúng rồi, nhờ có con dao học giấy của mình mà việc mở các thứ dễ dàng hơn hẳn. Ok, máy quá, không bị đem lên cái phần mình nghiêm trọng cũng sẽ tanh hộp này thôi. Ok, và để... ui rồi ôi, xem nào, tại sao mà lại nhìn này. Ủa, ý nhất cũng còn giấy rất sử dụng. Ok, và vào trên mình sao mình chối bác đấy thích nhỉ, nhưng mình thôi, ý nhất là cái hộp vẫn có cái hộp được rồi. À, hộp à, nó vẫn ra dáng cái hình cái hộp mày cửa à, bác ấy gấp lại cho mình rồi rồi rồi, rồi. Nói chung cũng căn bản ta cần cái hộp để mình sắp lại một chút, khi năm mới video cần phải làm đúng thủ tục. Ok, và quay lại chủ đề chính, và trong video này bạn biết thừa video mình đã làm cái gì rồi, thì đây chính là cuốn Wonder Ride Book Peter Fantasia. Đây thông thường mọi năm mình thì mình không biết rõ lắm mọi năm thì nó sẽ như nào, có phải thời điểm Zio mới ra thì lúc đấy là sản phẩm về watch của thời Zio là bán ra là bill không nhỉ, nếu mình nhớ không là vậy. Thì với mỗi mỗi năm của thời của Kyle ấy, thì trước khi mà phần hen và cái Henshin Bell với phần phim nó được chiếu và Henshin Bell được bán, thì sẽ có một cái item collection nó sẽ bán ra trước. Thì thời của Zero One đó chính là cái Flying Falcon, mình thì cũng chưa kịp mua cái Flying Falcon để review các bạn xem. Thì trong cái thời của thì trong cái thời của Saber ấy, thì cuốn Peter Fantasia này chính là cuốn Wonder Ride Book đánh dấu cho một cái thời kỳ item mới ấy. Và chúng ta sẽ vào phạm vụ chính luôn. Về hình ảnh thì logo của Saber này, Camera Saber sau khi mà upgrade form từ cái form của Peter Fantasia này đi. Tên tên hình ảnh sản phẩm Toei các thứ, logo của Toei Bandai, mình nhầm, đây của Bandai. Đây là hình sau khi mà được up form lên là như thường lệ thôi. Đây là hình cách chơi rồi, cũng không có gì đâu, đó là vào sản phẩm chính luôn. Bên trong sản phẩm thì chúng ta sẽ có bao gồm một cái giấy hướng dẫn sử dụng. Nói chung nó cũng sẽ y vào cuốn sách của khác, và mình tin các bạn cũng không vào xem clip mình vì cái đấy đâu. Ra vào ok, từ cái sợi có làm cục pin đấy, bác này bác gắn pin cho mình chưa nhỉ, chưa gắn pin vậy thì cái pin nữa nó nằm trong này à? Mình nghĩ là bác ấy bác cho một cái viên pin hoặc là một cái viên pin đấy thì nó bị rơi ra ngoài, vì thế nên mình sẽ đi lắp pin lại và mình sẽ quay lại sớm trong video clip đấy.
Ok, và mình quay lại với một viên pin thứ hai. Lắp pin vào đã. À, fuck. Tức để tránh nhà hàng bị vấn đề, vì thế nên bác ấy bác lắp. Ui giời ơi. Mất công lấy pin. Về đánh giá đầu tiên cảm quan của mình về cái màu sắc ấy thì đó là ở đây cái màu sắc nó không đẹp. À, nếu như lên cái phần video của mình thì bạn thấy là màu sắc xanh khá là ổn. Nhưng nếu bạn cầm một nhìn ngoài đời ấy, thì đây màu này nó có chút gì hơi nhẹ nhẹ, nó kiểu bay màu rồi ấy. Và như thường lệ thì màu xanh này là màu xanh xít của Bandai. Như thường lệ luôn, thực sự mình cũng khá là chán màu xanh xít này. Đây cũng vân này. Phát nhìn thôi kệ đi. Và thẩm chính thì đầu tiên đây cuốn này kể về đây cuốn này chắc là cuốn Peter Pan. Hình của Peter này. Đây, không đây, đây Pan đây, Peter hay Pan nhỉ, tại sao lại có Pan mình không rõ lắm. Còn đây thì theo ông có ông review thì ông bảo đây Wendy. Xin lỗi các bạn, thì bạn nào bạn thích đọc bộ này thì mình không nói gì, nhưng mà mình thì không thích bộ này lắm. Không phải không thích lắm mà mình không hứng thú để sao tới bộ này, vì thế nên là lắm lúc mình không có nhớ tên hết tất cả nhân vật. Đây cái bướm, mình không nhớ cái con bướm này nó tác dụng gì trong phim hay không, hay là chuyện không mình nhớ lắm. Đây là hình đây là Captain Hook. Tại sao mình có mỗi cái ông này đây, có mỗi cái phần này, có mỗi cái ông Captain Hook này là ông mà mình nhớ khá nhớ nhất, vì thời của cái phim mình không nhớ phim movie của Peter Pan này, thì nó đây là có ông có Hook, cái ta tử Hook tranh mình người Úc ấy, Hook tranh mình ông đấy đóng cái vai thuyền trưởng Hook này khá là ổn. Mình thực sự xem chắc cũng chỉ vì người diễn vai của Wolverine. Ok, nó đã vào thẩm chính luôn. Cái nhạc phát ok. Ok, ok, và quay trở lại thì chúng ta sẽ vào phần test âm thanh luôn. À, mình cần xem qua cái màu sắc của bạn. Để mà xem màu sắc, nhưng mà mình nghĩ hình như có vẻ lên camera màu sắc không chuẩn lắm. Mày đâu rồi nhỉ? Cái âm thanh ở cuối nó tạo cảm giác, tạo chút cảm giác cái đấy của câu chuyện thần tiên ấy. Ok. Ừ, chưa còn lại cũng không có gì đâu. Có vẻ là cái cuốn này bị mở ra khá nhiều, vì thế nên lúc khi đóng lắp vào này thì nó cảm giác nó không được, nó không cứng cáp lắm. Ok, giờ mình sẽ lấy cái second shot driver mình ra để mình chơi chung, để mình test âm thanh của nó sẽ như nào. Ok, giờ chúng ta chơi riêng riêng một cuốn sẽ như thế như nào đây. À, vị trí lắp thì nó sẽ nằm đây. Hay gì? Đầu tiên thì mình đánh giá về cái cuốn này thì thường nếu các dòng của camera nào đấy ấy, thì mình không nói, nhưng mà đối với dòng của Saber ấy thì mình không đánh giá cao phần âm nhạc lắm, nhất là mình cũng không thấy nó có cái gì đó nó cuốn, mình chưa thấy nó cuốn điểm nào khi mà bạn xem phim các thứ ấy, thì mình nói chung thực sự mình cũng không có hứng thú nhiều lắm cho cái dòng của Saber. Nói chung phải nghe rất nhiều lần ấy thì mình có thể gọi là nghe, mình nghe quen quen thì mình mới đồng ý chấp nhận. Chứ còn nếu mà nghe lần đầu thì thực sự là nghe âm thanh của dòng nhạc của Saber thì nó không vào tai mình lắm đâu. Và mình chia sẻ chút, đó chính là cái phần màu sắc ấy, màu sắc của cuốn này ấy. Của hai cuốn là Peter Pan và cuốn cuốn King Hóa Thơ ấy. Thì cuốn King Hóa Thơ ấy, màu sắc sẽ luôn là màu nhạt hơn so màu của cuốn Peter Pan. Thế nên lúc khi mà lên cái phần màu sắc này ấy, thì đây mình cho bạn xem.
À thôi, màu chắc chắn nhạt hơn. Nhưng mà cuốn Peter Fantasy đúng ngoài đời màu sẽ đậm hơn. Và ra chơi thử riêng một cuốn thì ở chúng ta xác nó sẽ như nào. Ok. Và đây chính là cuốn mà để mà nó gọi là cuốn Tinkerbell. Đó, cuốn này mình gặp rất nhiều lần mà sao nó còn cứng cáp hơn cuốn này. Ok. Và đấy sẽ là kết thúc cho cái video lần này. Vì thực chất là cũng không còn gì để mà làm review nữa. Nhưng tuy nhiên ấy, là mình sẽ có một cái điểm mà mình mới phát hiện ra rõ ràng ở đây. Bạn thông thường là ok, mình sẽ lấy làm mẫu demo luôn. Đây là điều mà mình chưa phát hiện ra. Đầu tiên nếu cuốn Stormy ấy khi mà bạn chơi lắp chơi này thì nó sẽ ra âm thanh gì? Thì cái âm thanh nó sẽ như vậy. Vậy thì nếu mà bạn chơi chung với cuốn King Arthur sẽ như nào? Thì thay vì là sound shot thì nó lại đọc là dual shot. Thì đối tương tự và nếu như bạn chơi chung với cuốn Psycho Journey, mặc dù rõ ràng là cuốn Psycho Journey nó không thể lắp ở giữa hay là cuốn này không thể lắp giữa đường, nó thay đổi như này. Nhưng mà nếu như bạn phát thì nhưng mà nếu bạn chơi chung với bộ này ấy, thì bạn sẽ ra nghe âm thanh của Ray Dragon khi chơi với Psycho Journey và nó sẽ đọc dual shot và nó đọc thêm cái cuốn King Arthur nữa. Thì đấy chính là cái điểm mình phát hiện ra. Nhưng mà nếu như bạn mà chơi nhưng mà nếu bạn chơi riêng hai cuốn Stormy và Psycho Journey thì bạn sẽ ra nghe được âm thanh của Wonder Rider. Mình nhớ lầm thì nghe bạn khi bạn chơi hai cuốn này cùng với cuốn với King với Second Sword ấy thì âm thanh mà sẽ nghe được ấy, nó chỉ khác mỗi tên thôi mà âm thanh nó vẫn sẽ giống như hai cuốn này khi chơi chung với nhau. Và vì thế là mình vô tình đã nhận ra đó, nếu bạn chơi hai cuốn này và nếu bạn chơi cuốn King Ma Thơ ấy, tất nhiên là hai cuốn này nó khác nhau bộ nhau, nó giống như hai cuốn này nó cũng khác bộ nhau luôn. Vì thế nên nếu bạn chơi một cuốn nữa cũng khác bộ nhau ấy thì âm thanh mà sẽ nhận được nó sẽ là một chút âm thanh khá bất ngờ. Yeah.
thì cái âm thanh của Henshin đấy nó sẽ đè, và mình nhận ra đó chính là khi bạn, nếu bạn chơi cuốn Ray Dragon này của Peter Manasi ở đây và thêm cái cuốn Nidder Hedgehog nữa ở giữa, thì cái âm thanh bạn sẽ cho ra là bộ ba cuốn không hoàn toàn chung một cái bộ combo, thì cái âm thanh bạn vừa nghe được cũng sẽ phát ra giống như vậy. Và mình nghĩ đấy cũng là hết video, rồi, căn bản mình chỉ muốn kéo dài hơn thôi. Còn tới ba cuốn nữa vẫn chưa về nhà mình hiện giờ, còn hiện giờ mình đã có được 5 cuốn rồi, còn tận ba cuốn nữa cũng chưa về nhà mình. Nhưng mà khi nào có thì mình sẽ làm review sớm bạn thôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.